giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín, chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Chị Cư Tê xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Batman cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Thích vui chơi hả? Cao thủ Arum hả? Ui dồi ôi, cái tên nó nói lên tất cả các bạn ạ. Chơi Arum mà lại là tên để cao thủ Arum thế này thì ai mà chơi? Người ta nghe cái tên người ta đã chết khiếp rồi đấy. Chúng nó cướp kìa. Trời đất ơi, nó cướp kìa. Các bạn gì đó ơi. Trời ơi, chúng nó kéo bày kéo đàn quá, nó cướp bùa của các bạn kìa. Trời ơi, thiệt là biến thái hết sức à. Trời ơi, cái gì à, cái gì nó vừa hiện ra trước mặt mình vậy? Vãi lều, cái vừa hiện ra cái đầu gì đây? Khó đấy nhờ. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm Hảo à. Ôi sao, thế là Hảo à, thế là ôi dồi ôi, căng nha, căng nha. Rồi, hôm nay có mục tiêu mới nha các bạn. Trời ơi, em Thùy. Trời ơi, Thùy thích chi sát đây. Trời ơi, có biết Thùy thích chi sát là ai không? Đây, em nè, em Batman nè. Có mục tiêu các bạn ạ. Trời ơi, em đang buồn, đang chán. Thế mèo nào, anh dù béo anh lại cứ gọi là kiếm chuyện khiêu khích em. Thôi được rồi. Đấy, vì cái lý do mà gọi là thích thì mình trèo. Đấy, là mình sẽ truy sát vị tướng gọi là dù béo theo yêu cầu nha. Theo yêu cầu của bạn ấy. Không phải, theo yêu cầu của tất cả mọi người đang xem clip của mình. Ui ơi, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ở đường giữa bình tĩnh anh ơi. Sà limousine ơi, mất bùa đỏ rồi bây giờ chút giận vào gọi là do là thế nào. Rồi em tới em hỗ trợ tem bạn đây nhá. Ngắm này. Ui giời, đi đâu mà vội ma vàng. Đứng lại cho mình sờ hàng cái coi. Hư nè. Eo su đi đường giữa hả? Mình cảm thấy thời ở meta hiện tại eo su rất là yếu nha các bạn. Đó là những cái gì mà mình cảm nhận sau khi hôm trước mình chơi thử eo su một trận. Ui giời ơi, nó yếu vai trưởng ra luôn. Cái này không phải là mình chê bị tướng nhưng mà đó là một cái sự thật. Bây giờ mình đang chờ chiêu cuối, mình lên mình sờ mông du béo này. Quyết định trận này truy sát du béo bằng được thì thôi. Ai bảo cái tôi ấy sờ limousine. Đi đâu. Ui giời ơi, chạy làm sao được. Hư nè, quăng cái chiêu 2 nè. Đứng lại. Ui giời ơi, nó quăng cái chiêu 1 chuẩn xác thế. Bạn ấy cứ bắn choáng, phóng choáng, nó không lệch chút nào. Thôi, em xin luôn con bùa đỏ nhá. Không cho sờ lim tem bạn ăn bùa luôn. Thế lấy máu, phải ép dừng tem bạn. Ơi, sao du béo kìa, ra đây. Trời, mới cấp 3 mà tính hổ báo cáo trôn á. Ai cho mà đòi hổ báo? Chưa đâu. Ông kẹ à, ôi giời ơi, đặt cái tên nó nói lên tất cả các bạn ạ. Ê ông kẹ, bạn muốn hù ai? Hù Thùy không được đâu nha. Thùy là rất là máu lửa luôn đấy. Úi giời, hôm nay thì hổ báo cáo trồn bộc phá đến từ ngụ khỉ. Và như vậy là vị tướng gọi là eo su tem bạn tiếp tục bị tem mình ăn cho gọi là cho ăn hành ngập mồm luôn các bạn ạ. Ăn hành ngập mồm luôn, thế là mới máu. Bình tĩnh nha. Để lại mình dình đợi chờ là hạnh phúc này. Ui, Slimousine, hết máu chưa? Em ơi, em hết máu chưa? Để cho Thùy sờ vào mông cái nè. Phóng trúng rồi đó, bay vào sơi đi. Hình như nó có cái hình như nó biết vị trí của mình các bạn ạ. Không, anh đừng giữ được rồi. Tấn công du béo. Này thì Hảo à. Thùy mà, phải gọi là Thùy à mới đúng chứ. Hảo à hả? Hảo à là mình vã cho chết luôn. Tại vì ta mình có Linh Seo mà. Một khi mà nó máu thì đừng hỏi gọi là bố cháu là ai nhá. Úi giời ơi, ăn quái luôn, ăn con rơi luôn, hút nó luôn, pha nó luôn. Mày xạo, mày quýnh mày luôn này, mày hư nè. Từ từ bình tĩnh nha các bạn. Hiện tại thì bùa đỏ tem bạn nó chuẩn bị ra rồi đấy. Vì thế nên mình sẽ quyết định. Ui giời ơi, đứng chờ anh Dư Béo. Dư Béo tem bạn rất tỉnh nha các bạn. Rất tỉnh luôn, có thể nói là quá tỉnh luôn đấy. Trời ơi, đi đâu? Tỉnh đúng không? Tỉnh này thì phang luôn, lao nháo là cho trao luận, chơi lục, sắp mặt lờ, sướng chưa? Anh ơi, anh sướng chưa? Véo con cua các bạn ạ, à. Hư quá trời luôn. Em xuống lúc à? Em xuống đường giữa có vẻ như là ăn hành nhiều quá các bạn ạ. À. Ủa, sờ limousine kìa. Làm gì nhau? Đấy, ôi dồi ôi, có cái buồn nào buồn hơn đêm nay khi thấy con bùa đỏ quèo con cua. Đó là những cái gì mà hiện tại vị tướng Salim bây giờ các bạn đang rất là bức xúc và ức chế sau khi mà bị mình cướp hết những cái con gọi là bùa đỏ đấy. Mình không cướp thì bồ mình nó cũng cướp, đời nó đen quá trời luôn. Mà Salim không ăn được bùa thì chắc chắn là phế rồi, mình nói thẳng luôn, không ăn được bùa là phế như con dế luôn các bạn ạ. À. Ngon lành cành đào. Du béo này chết, du béo này chết, du béo này đi về nhanh đi, chạy đi.
không chạy hả bưởi? Ừ nè. Trời ơi, cũng may đấy, cũng may là có Slim đứng đấy mà cản trở đấy. Chứ nếu không có Slim qua đấy thì dù béo các bạn là không còn răng mán cháo chứ đùa. Làm sao? Ừ, quan triều hài hụt rồi các bạn ạ. Này thì anh Hảo à, lần sau là bớt nhá. Lần sau mà gặp bạn phải kêu là Thùy à nhá. Cứ đừng có kêu là không phải bạn ấy không kêu là anh Hảo à, kêu là Hảo à. Đó, nói cho rõ ràng lành mạch luôn. Chứ không có các bạn mình bảo này, nó thêm bớt này câu này này thì Hảo à. Ôi giời ơi, mẹ choáng đâu đấy? What the hell? Quay lều vào đấy không choáng là du béo có khi cơ là tử vong rồi. Ôi trời ơi. Căng nha. Nói chung là lâu rồi mình vẫn chưa làm clip về vị tướng Batman truy sát. Thì hôm nay mình mạo muội làm cái clip này. Chạy đi đâu? Mất rồi, nổ. Nổ, ủa sao nổ không chết trời? Mất cái liềm đợt mạnh rồi, đáng em phải nổ vào đấy là phải chết chứ. Rồi vãi cả trưởng, bạn ấy không chết luôn các bạn ạ. Đùa nhau à? Vãi trưởng, làm gì mà căng thế? Đây, quay lại với gọi là con bùa đỏ của mình. Đấy. Với vị tướng gọi là du béo thân yêu của mình. Đấy. Nói chung là bạn ấy phát hiện ra mình là mình phải cho bạn ấy sấp mặt luôn các bạn ạ. Phải cho sấp mặt luôn. Không mất công các bạn ấy bảo là ui dồi sao hôm nay Hảo hiền thế. Hảo chả dám truy sát gì hết trơn ý. Đây, con hàng đây rồi. Hãy xem tới đây. Chà phèn, chết này. Ngủ khỉ đập đó. Đúng rồi, phang chết luôn. Trời ơi, thiệt là kích thích quá đi hà. Trời ơi, ai nhở, ai quá nhở. Trời ơi, thì đó, thì của te đó. Không ai luôn các bạn ạ. Ông kệ, nhưng mà ông kệ. Trời ơi, này thì là Hảo à chứ. Cho chừa nhá. Lần sau là thấy một cái là phải hello man. Cái cứ kiểu nha, Hảo à, Hảo bưởi. Nó băng chủ hả? Ai? Nói ngay mà luôn, ai? Ai? Ai vừa băng chủ? Nói ngay, mình sẽ truy sát nó cho bạn luôn. Ai? Nói, ai băng chủ? Nói ngay mà luôn, mình sẽ truy sát nó dùm bạn luôn. Ai? Ai vừa băng chủ đó? Lên tiếng đi, có ngon thì lên tiếng đi, gãy đi. Tụi sẽ cho bạn biết thế nào được gọi là sức mạnh của Thùy, của te, thì toe của... Không ai dám lên tiếng à? Khổ thế nhỉ? Sợ. Sợ quá, ui ôi, bắn ghê thế, mà chả chúng ai. Mày đấy, tự biết hả? Úi trời ơi. Bực mình rồi nha, đúng không? Du béo bây giờ là cay rồi nha. Buồn thật đấy chứ. Bị mình với cả ngộ khỉ gọi là hai lần băng trụ. Nhưng mà đen các bạn ạ. Thế bệnh ngộ khỉ nó băng trụ nó an mạng, còn định bệnh mình toàn hỗ trợ đấy nào. Bully, bây giờ nó ăn được 5 mạng, 5 không rồi kìa. Ủa, con hàng. Con hàng, eo su ngắm cái gì đây? Anh ngắm cái gì đây? Hả? Ngắm cái gì đây? Ôi, chủ bắn tôi kìa. Ôi, mém nó thì teo các bạn ơi. Sợ quá, sợ luôn rồi đó. Trời ơi, ghê quá. Trời mấy anh đừng có làm em sợ nha. Trời đất ơi, quỷ thần hỡi. Chủ gì mà bắn ghê vậy trời. Mình tính từ từ thư thả thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Hiện tại kênh của mình đã gần được 1.600.000 người đăng ký rồi đấy. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ấn đăng ký kênh giúp mình với nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Đấy, mình thì nói chung là đánh thì rất là gà. Ai gặp thì nói chung là họ cũng điều hành mình được mình hết trơn á. Nhưng mà lâu lâu mình có gọi là những cái pha cho thêm bạn sấp mặt. Nói chung là hay và hấp dẫn. Nói chung là mình làm clip úp lên cho tất cả các bạn xem cho vui thôi. Không có phải là mình chém gió thế này thế kia. Hy vọng tất cả các bạn xem và thông cảm giúp mình nha. Đó, làm clip vui thôi mà. Nhiều bạn căng quá, căng thẳng quá. Đâm ra đôi lúc mình cũng thấy bối rối vãi lều. Nhiều lúc bối rối vãi lều. Úi giời ơi, con hàng đâu rồi? Ui ôi, du béo kìa. Du béo ơi, I love you. Hư nè, phẳng, chết nè. Trời ơi, này thì Hảo à. Lần sau bỏ nhá. Lần sau gặp lạc không được nói Hảo à, Hảo yếc gì nhá. Phải nè, hello Thùy Cute. Đấy, thì mình mới may ra. Trời ơi, bây giờ mình cứ Hảo à một cái là truy sát sấp mặt luôn. Không mất công ý, mấy bạn này ra Facebook mới kêu ui giời ơi, hôm nay gặp cái thằng anh Hảo nó gà vãi cả lều ra, thế mà tưởng thế nào, truy sát sấp mặt luôn. Đấy, bây giờ ra Facebook này kêu mii. Thà các bạn gọi là ức chế chửi mình còn hơn là các bạn kêu ui giời ơi, gặp cái thằng này nó gà vãi cả lều ra các thứ kiểu. Thà các bạn chửi mình vì cây cú còn hơn là các bạn chê bai mình đủ mọi thứ nha. Đấy, cho sấp mặt luôn. Đợi trở lại anh Húc du béo cứ thò mặt ra là mình phang chết. Cứ thò mặt ra là gặp mình phang chết luôn. Thò mặt ra là phang chết luôn, không cho đẻ trứng. Đây. Đâu rồi ta, du béo đâu rồi ta? Con hàng đâu rồi ta? Con hàng đâu rồi? Đậu xanh nhỉ nó chứ. Trời ơi, mình cứ gọi là
Năn nỉ ỉ ôi quá trời luôn. Sao limousine đâu rồi? Ủa sao chả có ai này nào? Các bạn đâu rồi? Đề nghị các bạn gọi là Ủa không biết mình đứng ở trong cái vòng đó, cái con tướng Elsu với cả các bạn có nhìn thấy bóng của mình không nhở? Mình nghĩ rằng chắc là không đâu ha. Tại vì mình cũng chả biết nữa. Tại vì mình vẫn đang tàng hình mà. Gắt nhở, mình cũng chả hiểu cái đó nó sẽ như thế nào được cơ. Tại vì mình cũng chưa thử khi nào Batman nó đứng ở trong cái bẫy của cái con mắt của vị tướng gọi là Elsu. Ủa ôi các bạn chơi theo cái lối sống bầy đàn à? Vãi lều nhở. Em ơi, đề nghị các bạn đi lẻ lẻ ra nhá. Mỗi người một nơi nhá, để cho mình còn trinh sát từng người một nhá. Mẹ đừng chơi mà chơi lối sống bầy đàn như thế, ai chơi để nó cứ kéo bầy cầu đàn ra các bạn ạ. Rồi béo các bạn sợ quá hay sao mà trốn chui chui lủi ở trong gọi là mấy cái gọi là chị em phụ nữ thế ạ. Ôi trời, con thỏ yêu quý dễ thương của mình ơi, bạn làm cái gì đấy? Nếu là thỏ thì to thêm tai đi, nếu là con người có nhiều khoai thì cho xem trứng nào. Úi giời ơi, thỏ chết mà không một lời từ biệt các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Đấy, mình để người ta vào cướp rừng như thế để rừng thêm mình sao lại chả phế. Nhiều bạn cứ bảo sao cứ chửi rừng này rừng kia, mẹ đồng đội thêm bên kia nó cứ vào nó cướp hoài làm sao mà sống được. Giống như mình cướp ấy, cướp có bao nhiêu con bùa đỏ mình cướp hết, các bạn nó chả ai dám vào gọi là hỗ trợ. Và hỗ trợ là mình phang sấp mặt luôn chứ hỗ trợ chợ à. Nhờ, các bạn nhờ. Rồi có chiếc cuối rồi này. Đợi chờ nãy giờ mà chờ anh Du Béo anh đi ra mà chả thấy đâu ấy. Eo ơi sao tem mình nó mạnh thế nhờ. Mấy bạn ơi mạnh nó vừa tôi chỉ để cho mình gọi là thể hiện một chút cái nào. Chưa có trận nào mà mình chơi Batman mà ăn được ít vậy luôn ấy. Có 4 mạng rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, miễn sao cho Du Béo cho bạn rồi là sấp mặt là mình vui rồi. Các bạn có thấy khoái không? Khoái lắm. Nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình nha. Lâu rồi mới làm clip truy sát Batman cho các bạn xem. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình. Vâng, một cái pha cắn đến từ vị tướng Arum. Cắn rất mạnh mẽ nhưng mà điếu chi đài. Thế lấy mình đau lòng chứ. Ui ôi, anh Du Béo ơi. Ra khỏi nhà đi anh ơi. Trời ơi, cứ trốn như thế thì làm sao mình sờ mông sờ má được bây giờ. Cho Thùy sờ cái đi. Massage đảm bảo sung sướng liền. Ngay vào luôn đi nào. Mạnh mẽ lên. Chán quá các bạn ạ. Thế bạn cứ thế này thì ăn được con 4 mạng rồi bèo như con mèo. Không biết thì cái clip này có đạt được là 10k like không đây. Nhưng mà mình cũng hy vọng thì các bạn đang xem clip của mình sẽ ủng hộ mình. Tại vì cái số lượng người xem lúc nào cũng trên 50k view. Nhưng mà số lượng lượt like rồi không được 10k các bạn ạ. Thôi kệ không sao. Các bạn chỉ cần ủng hộ mình đó chính là đăng ký kênh mà là được rồi ha. Quan trọng là đăng ký kênh ấy. Các bạn nếu mà muốn thấy một số bạn hay comment đó chính là anh đăng clip mà em không có thông báo, các bạn vào trong cái phần cài đặt ở trong cái điện thoại của các bạn ấy, thông báo ở YouTube lên nha. Bật thông báo ở YouTube lên nha. Các bạn ấn phím cái hình cái chuông ở trên cái kênh của mình ấy, bên cạnh kênh của mình ấy, thì nó sẽ thông báo về điện thoại cho tất cả các bạn nha. Rồi, đó là những gì mà mình muốn nói với tất cả các bạn mà anh Hảo đăng clip lên mà em không có thông báo. Thế mấy bạn hay bình luận như vậy. Đợi chờ Du Béo ra mà khó quá các bạn ạ. Chắc phải bay vào rồi liều mình liều mạng sờ mông sờ má cái mới được các bạn ơi. Ui dồi ôi, lính siêu cấp kìa. Ui ba con trâu kìa. Ui dồi ôi, nó to như con bò luôn. Chết này, chết này à Du Béo. Ôi dồi anh Du Béo ơi, Du Béo ơi. Trời, Du Béo lao vào cái đùng cái anh ta cắm đầu cắm cổ chạy về luôn, buồn hết sức à. Có ai thương em bằng chính tôi thương em. Thương em thì cho em sờ mồng một cái rồi sờ má cái nữa thì là em đã thỏa mãn rồi con ơi. Chết nè à. Các bạn thấy Du Béo không? Cứ trốn trong nhà hoài. Mình là mình nãy giờ không muốn giết các bạn đâu ấy, mình chỉ muốn gọi là truy sát Du Béo thôi. Ui sợ tiếc quá. Này thì Hảo à, lần sau nhớ nha, gặp mình thì các bạn phải chào là hello Thủy Cư Tia đấy. Các bạn chào chưa chào là cứ hảo à là mình truy sát rất là giống như Du Béo đấy. Rồi hẹn gặp lại tất cả.